Báo Indonesia sợ Việt Nam cấp huấn luyện viên Shin Tae-yong để thay ông Park. Báo chí Indonesia rất quan tâm đến sự kiện huấn luyện viên Park Hang sẽ quyết định không gia hạn hợp đồng với bóng đá Việt Nam. Tờ BOLA.com còn lo ngại VFF sẽ nhắm đến huấn luyện viên Shin Tae-yong để thay ông Park. Hợp đồng giữa huấn luyện viên Park Hang Seo và VFF sẽ hết hạn tháng 1 năm 2023. Theo thỏa thuận giữa đôi bên vừa được chính thức đưa ra, ông Park sẽ không gia hạn sau thời điểm này. Tờ BOLA.com của Indonesia nhận định huấn luyện viên Park Hang-seo đã cùng bóng đá Việt Nam tạo nên hàng loạt kỳ tích. Huấn luyện viên Park Hang-seo đã giúp nâng tầm đội tuyển Việt Nam. Bóng đá Việt Nam được tôn trọng và nhắc đến khá nhiều ở cấp độ châu Á. Còn ở Đông Nam Á, chiến lược gia người Hàn Quốc giúp Việt Nam thống trị ở cả lứa tuổi U23 lẫn đội tuyển quốc gia. Dấu ấn đáng nhớ nhất dưới thời Park Hang-seo là danh hiệu Á quân U23 châu Á 2018. Các cầu thủ Việt Nam thi đấu kiên cường và thực sự có chất lượng chuyên môn rất tốt, tờ báo này viết. Sau khi chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo, nhiệm vụ quan trọng của bóng đá Việt Nam là tìm người thay thế. Rất nhiều cái tên đã được truyền thông đưa ra, trong đó có huấn luyện viên Shin Tae-yong, người đang dẫn dắt Indonesia. Báo chí Indonesia lo ngại VFF sẽ đưa huấn luyện viên Shin Tae-yong về thế chỗ huấn luyện viên Park Hang-seo. Điều đặc biệt, hợp đồng giữa Shin Tae-yong và Indonesia sẽ kết thúc vào cuối năm nay. VFF thực sự có thể đang nhắm Shin Tae-yong cho vị trí tiếp nối công việc của huấn luyện viên Park Hang-seo. Hợp đồng của Shin Tae-yong với đội tuyển quốc gia Indonesia sẽ hết hạn vào ngày 31 tháng 12 năm 2022. Cho đến nay vẫn chưa có thông tin nào cho thấy PSSI dự định gia hạn với huấn luyện viên 52 tuổi này. Ngoài ra, tương lai của Shin Tae-yong cũng không có gì chắc chắn sau khi ông tuyên bố ủng hộ Iwan Bill tiếp tục giữ chức vụ chủ tịch PSSI. Dư luận Indonesia cũng có nhiều người muốn Shin Tae-yong từ chức, BOLA.com phân tích.